Triệu Quân Sự từng đâm một thiếu tá quân đội trọng thương. Đến chiều ngày 7 tháng 6 thì mặc dù lực lượng công an quân đội tiếp tục giáo giết truy tìm nhưng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự, kẻ giết người lãnh án chung thân và hai lần trốn trại giam. Và một điều rất đáng nói, mỗi lần trốn trại thì tên tội phạm nguy hiểm này liên tục gây án ở những tỉnh thành nơi hắn đi qua. Ngoài trộm cướp thì Triệu Quân Sự còn từng đâm một thiếu tá quân đội trọng thương khi vô tình phát hiện hắn đang khoáng ở một cửa hàng điện thoại. Hiện tại thì lực lượng phối hợp của Công an thành phố Đà Nẵng và Quân khu 5 vẫn đang tích cực và tập trung lực lượng truy lùng Triệu Quân Sự, sinh năm 1991, ngụ ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, mang án chung thân về tội giết người và hai lần trốn trại. Ngoài khó khăn do địa hình rừng núi rất hiểm trở, thì đối tượng này còn là kẻ cực kỳ danh ma và có rất nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Những thành tích bất hảo của Triệu Quân Sự. Theo hồ sơ phạm nhân thì Sự là chiến sĩ tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Khi gây án và bị bắt thì từ nhỏ Sự học rất giỏi nhưng lại mê các trò chơi điện tử trên mạng. Năm 2007, Sự đang học lớp 10 thì đột nhiên nghỉ học. Đến năm 2011 thì Triệu Quân Sự tham gia kháng nghĩa vụ và trúng tuyển và được biên chế về đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Và trong thời gian quân ngũ thì Sự vẫn không cài được nghiện trò chơi điện tử, nên có đến 5 lần bỏ trốn khỏi đơn vị không xin phép để trốn đi chơi. Và những lần trốn khỏi đơn vị, Sự được gia đình động viên quay lại tại nơi đóng quân để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Sự đã có lần lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động của chính đồng đội rồi bỏ trốn ra khỏi đơn vị bán lấy tiền tiêu xài, sau đó phải khắc phục hậu quả. Và đến ngày 12 tháng 8 năm 2012, Sự tiếp tục đào ngũ lần thứ 5 và bỏ đi lang thang về Hà Nội sinh sống. Sau khi đi lang thang được 10 ngày thì Sự hết tiền tiêu xài, trong khi chỉ có thú vui duy nhất là chơi game online. Sự nảy sinh ý định đi cướp. Để thực hiện vụ cướp này, Sự đã chuẩn bị một con dao rồi đi từ Mỹ Đình sang tận quận Long Biên, Hà Nội. Và khi đi đến quán cà phê Hương Sen tại Long Biên thì thấy chị Phạm Thị Xuân, 49 tuổi, chủ quán, đang bán hàng một mình. Sự đi vào quán gọi cà phê và hoa quả để ăn uống. Và khi thấy chị Hoa đi vào nhà vệ sinh, trong quán thì không có khách nào khác, Sự lã lẻn đi theo vào nhà vệ sinh, dùng dao nhọn mang theo đâm một nhát vào cổ chị Hoa, làm nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Và sau đó thì Sự tháo chiếc nhẫn vàng 3 chỉ, lấy đôi khuyên tai, lấy 2 chiếc điện thoại di động cùng với 250.000 đồng của nạn nhân, rồi rửa tay chân, kéo cửa xếp, đóng cửa quán và bê 2 chậu hoa chặn trước cửa ra vào của quán, nhằm mục đích là kéo dài sự phát hiện của mọi người trước khi tẩu thoát. Rồi sau đó Sự còn một mình đến nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy thuê phòng để thay quần áo. Sau đó hắn còn mang con dao ra sông Hồng để vứt, rồi đón xe lên Tuyên Quang. Tại đây thì Sự bán chiếc nhẫn vàng được 12 triệu đồng, rồi tiếp tục di chuyển về Thái Nguyên bán hoa tai được gần 1 triệu đồng. Và đến ngày 24 tháng 8 năm 2012, tiếng công an thành phố Hà Nội ập vào một nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên khi Triệu Quân Sự đang nằm ngủ tại đây. Và đến tháng 3 năm 2013, thì Tòa án Quân sự Quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân về các tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ. Phạm nhân Sự sau đó được chuyển đến thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5, chính là T10, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Và đến gần cuối năm 2015, với thành tích rất bất khả của mình, thì Triệu Quân Sự bị biệt giam chung phòng với hai phạm nhân khác. Trong đó thì có Nghiêm Văn Tuấn, sinh năm 1985, ngụ ở xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, một kẻ có rất nhiều tiền án về tội cướp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và trốn khỏi nơi giam, và bị Tòa án Quân sự kết án 28 năm và 11 tháng tù. Đặc biệt, đối tượng Nghiêm Văn Tuấn đã từng gây ra 7-8 vụ cướp xe taxi hết sức manh động tại rất nhiều tỉnh. Tại rất nhiều tỉnh thành với cái kiểu không giống ai, trói gô tài xế taxi rồi đẩy xuống ruộng, rồi lấy xe về giấu một chỗ, và nếu không tẩu tán được thì vứt luôn chiếc xe taxi. Bởi vậy, nếu so về độ danh ma xảo quyệt thì Tuấn có vẻ giả dờ hơn. Và để chuẩn bị cho lần trốn trại lần này, thì Tuấn và Sự bàn bạc một kế hoạch khá kỹ lưỡng. Tuấn giả vờ kêu bị đau bụng, sẽ xin quản giáo cho lên trạm y tế của trại để xin thuốc ngủ vì đau dạ dày quá không ngủ được. Sau đó thì cứ mỗi chiều tối, lợi dụng vào lúc mùa mưa, phòng giam lại gần xưởng cưa thường xuyên hoạt động, hai tên cáo già lại cho phạm nhân cùng phòng uống thuốc ngủ, ngủ mê mệt, rồi thay nhau cưa song sắt. Mảnh cưa gãy này thì do Tuấn nhặt được lúc lao động tại xưởng cưa ở trong trại. Và sau mỗi buổi thì bọn chúng lấy cơm trộn với đất rồi chát vào vết cưa để tránh bị phát hiện. Và đến rạng sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015, lợi dụng lúc trời mưa to gió lớn,
sớm chớp thì Tuấn và Sự cho phạm nhân cùng phòng tiếp tục uống nhiều thuốc ngủ hơn mọi khi, rồi cùng nhau bẻ song sắt phòng gian rồi bỏ trốn. Hai tên vượt qua trại giam ra khu vực đồi núi, rồi cởi bỏ quần áo phạm nhân rồi tìm ra quốc lộ 1. Bọn chúng lẻn vào nhà người dân lấy trộm quần áo phơi ngoài sân để mặc, rồi bắt xe khách tiếp tục bỏ trốn và bịa ra câu chuyện gây cho lòng trắc ẩn lang thang không có tiền thuê nhà trọ, phải ngủ bên lề đường nên bị mất sạch đồ đạc, quần áo. Tên Tuấn còn xin được cả thức ăn, mượn được cả điện thoại của nhà xe để gọi cho người nhà gửi tiền qua bưu điện. Và sau khi nhận được tiền là 1 triệu đồng, khi tới Đồng Nai thì Tuấn chia tay Sự để trốn sang Campuchia. Và khi còn lại một mình thì Sự bắt xe ngược ra Bắc tiếp tục cuộc hành trình trốn chạy. Liên tục gây án sau khi trốn chạy. Ngay sau khi ra phát hiện hai phạm nhân trốn chạy thì trại giam T10 đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nhâm Văn Tuấn và Triệu Quân Sự. Và nhận được công văn đề nghị phối hợp thì phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm C53 Bộ Công an đã xác lập chuyên án để nhanh chóng truy bắt các đối tượng này. Đồng chí Đặng Xuân Đức, thời điểm đó là Phó trưởng phòng 3 Cục C53, đơn vị bắt giữ thành công đối tượng Triệu Quân Sự cho biết, đơn vị đã phải dựng hồ sơ đối tượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tại rất nhiều tỉnh thành nơi tên này đã đi qua. Và điều hết sức đặc biệt, Triệu Quân Sự thì có rất nhiều người quen dọc tuyến đường hắn trốn chạy, nhưng hắn không bao giờ đến ở nhờ vì sợ liên lụy và chỉ có qua chơi một lúc. Bản thân Sự thì có bố mẹ, em gái sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên, nhưng hắn không bao giờ quay về nhà. Và đi tới đâu, Sự lại lang thang trộm cắp điện thoại, iPad, đêm thì ra nằm gầm cầu nghĩa trang để ngủ. Và tới mỗi địa phương thì sau khi gây án, hắn lập tức rời đi địa phương khác. Trinh sát truy nã cứ lần theo dấu vết của Triệu Quân Sự, nhưng nhiều lần bắt hụt vì cứ nhận được tin thì hắn đã vừa mới rời đi khỏi nơi đó. Và đến đầu tháng 12 năm 2015 thì Sự đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại di động tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, gần sân bay Nội Bài. Và tối hôm đó khi chủ nhà vừa ra về thì Sự đã cậy cửa lẻn vào để trộm cắp. Ở thời điểm đó thì thiếu tá Bùi Đức Đào là cán bộ thuộc Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng phát hiện thấy cửa hàng sát nhà mình mở cửa sau và nghi ngờ nên anh này đã lẻn vào để kiểm tra. Thấy thiếu tá Đào thì Sự bất ngờ lao ra rút dao bầm và nhát đầu tiên thì nạn nhân né được, con dao cắm vào vách cửa ở mái tôn sau nhà. Sự sau đó hung hãn tiếp tục đâm trúng bụng thiếu tá Đào khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó thì Sự lục lọi và lấy đi 10 chiếc điện thoại di động loại đắt tiền và hơn 30 thẻ kẹo điện thoại mệnh giá cao rồi tẩu thoát. Và rất may mắn sau khi được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên thiếu tá Đào đã được cứu sống. Và sau khi nhận được tin ngay trong đêm thì tổ công tác phòng 3 cục C53 nhanh chóng tổ chức truy tìm Triệu Quân Sự nhưng đã không đạt được kết quả. Và sau này thì Sự khai rằng đêm đó hắn ngủ ngay ở trong nghĩa trang ngoài cánh đồng cách đó chỉ có vài km. Tuy nhiên thì vỏ quýt dày thì luôn gặp móng tay nhọn. Và đến ngày 15 tháng 12 năm 2015 thì Triệu Quân Sự đã bị bắt khi đang say sưa chơi game trong một quán internet trên đường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lực lượng công an đã thu giữ trong người Sự một khẩu súng đồ chơi bắn bi, con dao gấp thường gây án và hơn 1 triệu đồng, cùng rất nhiều sim điện thoại và vài chiếc điện thoại di động. Triệu Quân Sự đã được bàn giao cho Cục Điều tra Quân sự Bộ Quốc phòng và sau khi được đưa về tiếp tục giam giữ tại trại giam T10. Và đến ngày 3 tháng 6 năm 2020 vừa qua thì Triệu Quân Sự lại tiếp tục trốn chạy. Và trên đường trốn chạy thì tên sát nhân đặc biệt nguy hiểm này lại tiếp tục gây ra các vụ án. Và bước đầu cơ quan điều tra xác định Sự đã lấy trộm một chiếc xe máy và cướp một chiếc điện thoại trên đường y trốn chạy. Hiện tại thì các lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt khẩn trương lần theo dấu vết để bắt bằng được tên tội phạm nguy hiểm này và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Gia cảnh nghèo khó của cha mẹ Triệu Quân Sự. Bố mẹ quanh năm làm ruộng, chỉ biết bám vào ruộng lúa. Củ khoai là nguồn thu nhập chính của gia đình. Và Sự bỏ học giữa trường từ năm lớp 11 chơi bời lêu lổng. Còn em gái học hết lớp 12 cũng chỉ ở nhà làm ruộng. Sau khi tin Sự lên Hà Nội giết người cướp vàng để lấy tiền tiêu xài thì bố mẹ và người dân ở vùng đất nghèo ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên không khỏi bàng hoàng và xót xa. Tiếp chúng tôi cho căn nhà ba gian tình toàn rất cũ kỹ, nằm tận sâu trong xóm làng Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ thì ông Triệu Xuân Lịch, sinh năm 1967, là cha đẻ của Sự, không giấu khỏi nỗi đau đớn giằng xé ở trong lòng. Và dường như ông chưa thể bình tĩnh lại được khi nghĩ đến đứa con trai của mình có thể gây nên chuyện lớn tày trời đến như thế. Và ông không thể ngờ rằng nó lại dám dùng dao sát hại người dã man, bởi ở nhà thì tính cách của nó vẫn rất hiền lành, đến con gà thì cũng không dám giết. Và đến thời điểm 24 tháng 8 năm 2012, gia đình mới chỉ biết
Triệu Quân Sự bị công an Hà Nội bắt nhưng vẫn không biết nó phạm vào tội gì. Và mãi cho đến giờ chiều thì có người thân trên Hà Nội gọi điện báo tin rằng thằng Sự bị bắt vì tội giết người. Thì lúc đó cả bố mẹ Sự mới ngã ngửa người già. Và từ bé đến lớn, Sự là một học sinh khá thông minh và rất nhanh nhẹn, rất đi ghi gây gổ và đánh nhau với bạn bè. Học đến lớp 11, Sự đã vào học giữa trường vì lo bố mẹ không đủ tiền để nuôi mình ăn học. Và từ đó ở nhà giúp gia đình những việc đồng áng. Sự là con trai cả trong gia đình. Và dưới Sự thì có một cô em gái 18 tuổi học hết lớp 12 và hiện cũng chỉ ở nhà làm ruộng. Thỉnh thoảng thì có đi làm thuê phụ hộ để kiếm tiền nuôi gia đình. Bản thân thì Sự rất ít chơi bời, ăn mặc thì giản dị và chỉ có mỗi tội hay ăn quả vặt, ông Lịch cho biết. Và theo ông Vũ Văn Nghiệp, trưởng công an xã Phú Cường, huyện Đại Từ cho biết, bố mẹ Sự quanh năm ở nhà chỉ làm ruộng và bám vào ruộng lúa củ khoai để kiếm sống. Và kinh tế của gia đình thuộc diện rất thiếu thốn ở vùng quê nghèo này. Và căn nhà ba gian xây đã cũ kỹ, gian bếp vẫn còn lợp lá rất tình toàn và cũ nát. Trong nhà thì không có tài sản nào đáng giá ngoài chiếc tivi, bộ bàn ghế ngồi tiếp khách. Và theo lời kể của bố mẹ thì Sự nhập ngũ từ ngày 8 tháng 2 năm 2012, đóng tại sư đoàn 3 quân khu 1 Lạng Giang, Bắc Giang. Tuy nhiên thì vào đơn vị được một thời gian thì Sự trốn về nhà vì liên tục sửa thói trộm cắp vặt đồ đạc của đồng đội rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Và sau lần lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động bị phát hiện thì Sự đã bỏ trốn khỏi quân ngũ nhưng đã được gia đình đưa trở lại đơn vị. Sau đó thì ông Lịch, bố của Sự, cũng đã phải bỏ tiền ra để đền bù cho những số điện thoại mà Sự đã đánh cắp.